cái công nghệ mà giúp sang cho da lắm. mình, đúng rồi, cái công nghệ mà nó giúp cho mình căng bóng là giúp cho cái da mình lúc nào nó cũng giống như cấp cấp cái độ mà ẩm á, nó không có bị khô da, thấy mút da chị mà ha. Cái da mình nó mịn màng lúc nào nó cũng có cái độ ẩm á. Trước lúc đó chị chưa có làm là cái da chị nó rất là khô, đúng rồi, nó khô mà cảm giác giống như là mình giờ mình rửa mặt lúc nào cũng cảm giác nó khô khô cặn hết trơn á. Còn bây giờ mình làm xong mình cảm thấy cái da mình lúc nào nó cũng ướt, nó cũng mịn màng hết trơn á, là mình thấy lúc nào cũng căng hết trơn á. Dạ thích quá chị ha. Tại vì mình vốn có một cái quy luật là như vậy, da khô thì chắc chắn là sẽ bị nhăn da rồi. Mà bị nhăn da từ những cái nếp nhăn mạnh sau này nó sẽ trở thành những cái nếp nhăn sâu, thì điều trị lại cực hơn nữa. Cho nên là mình cấp ẩm kịp thời cho da thì da mình lúc nào cũng mềm, cũng mướt và mịn, không có bị khô, không có bị nhăn, không có bị nheo da, mà lại có độ sáng và da mình rất là căng bóng nữa. Bác ơi, chắc là bác đang lấy thuốc cho chị đó. Bác cho em một chút xíu thời gian để bác chia sẻ với cả nhà của mình nha. Dạ chào bác. Bác có thể chia sẻ với cả nhà mình về cái hiệu quả của công nghệ Super Nano Collagen mà chị Trang đang sử dụng không ạ? Về cái liệu trình Super Nano Collagen của chị Trang thì chị Trang đã sử dụng hôm nay là đã là vài buổi rồi. Hôm nay mình tiếp tục đi cái liệu trình đó. Thực ra về cái thành phần của trong trong một cái liệu trình Super Nano Collagen ấy thì nó sẽ có hyaluronic acid và nó ở ở trong cái nồng độ là rất là đậm đặc. Ngoài ra thì là có 14 vitamin bao gồm này A, B, C và các loại vitamin khác nữa, vitamin E. Và các acid nucleic thì cũng có rất là nhiều, 5 acid nucleic giúp sử dụng các chất dinh dưỡng một cách hiệu quả hơn này. Và loại bỏ được các độc tố và sản xuất được cái năng lượng nhiều hơn cho khách hàng. Có 24 acid amin nữa cơ. Rồi là các khoáng chất. Ngoài ra có một thành phần rất là quan trọng, đấy là glutathione, giúp làm sáng da để chống lão hóa da. Glutathione trong trong liệu trình Super Nano Collagen cũng rất là cao luôn. Đấy. Và sau khi mà chúng ta sử dụng cái liệu trình này thì chúng ta sẽ đạt được tối đa cái kết quả trên của da của khách hàng, đó là tăng tới 256% về collagen này, elastin này, và tăng độ ẩm lên đến hơn 90%, chống lão hóa, giảm cái sự oxy hóa trên da khách hàng. Và hiện nay BB thì đã sử dụng cái liệu trình này cho khách hàng rất là nhiều luôn, và chị Trang cũng là một trong những khách hàng đã sử dụng cái liệu trình này, đúng không chị Trang? Và kết quả đem lại hiện tại là độ ẩm rất là ok, tăng độ ẩm nhiều lắm, giảm nhăn cho chị, lỗ chân lông cũng giảm hơn, lỗ chân lông giờ gần như là không có rồi đó chị. Độ sáng cải thiện tốt bác ha. Nếp nhăn lì tì gần như là bây giờ của chị Trang đó, rất là đẹp. Vì cái nét nét của chị rất là dễ thương rồi, nét của chị rất, rất là rất là xinh luôn. Nên là cảm ơn chị Trang, là chị Trang đã đến với BB Mai và lựa chọn BB Mai là cái điểm đến để mà sử dụng các dịch vụ của BB Mai. Dạ. Cảm ơn sự chia sẻ của bác rất là nhiều. Như cả nhà mình thấy đó, với một công nghệ mà có quá nhiều cái hơn như vậy thì tại sao cả nhà mình lại không trải nghiệm ta? Cả nhà có thể gọi ngay cho tổng đài của BB Thanh Mai 1800 6617 để có thể trải nghiệm công nghệ giống như chị Trang mình đang sử dụng nè, để được luôn trẻ hóa da, luôn được căng bóng đó cả nhà. Chắc là không có để chị Trang chờ lâu, em sẽ mời chị Trang nằm xuống để bác tiếp tục cho mình nha. Dạ em mời chị Trang nằm xuống nha. Bác điều trị cho chị Trang tiếp nha bác. Cảm ơn chị Phương. Dạ, cảm ơn bác. Cả nhà mình thấy không ạ? Với rất là nhiều những cái hơn ở trong công nghệ Super Nano Collagen này luôn á, và nhiều công nghệ khác nữa để mình luôn trẻ hơn này, luôn tươi hơn, và dĩ nhiên là mình sẽ thành công hơn trong cuộc sống với những cái vẻ ngoài tươi tắn và tự tin của mình. Cho nên là cả nhà mình nhớ nha, 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai để có thể cả nhà có thể yên tâm để gửi gắm sắc đẹp của mình. BB sẽ luôn chờ đón cả nhà của mình nha. Em xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những cái buổi livestream tiếp theo ạ.